Suka, xin chào tất cả các bạn. Suka xin giới thiệu với các bạn đây mà là bộ đồ chơi bán trái cây, nước ép trái cây. Bây giờ cùng Suka mở nó ra xem nè. Wow, đây là chú thỏ nữa. Wow, chú thỏ đây nè đó. Chú thỏ chào tất cả các bạn. Chào Suka, Suka chào bạn. Bây giờ mình cùng nhau lắp ráp xếp nó lại nha. Wow, đây là nước ép trái cây và trái cây. Đây là bản dán và bản hướng dẫn các món đồ chơi. Wow, mình lấy ra xem nào. Quá trời đồ chơi luôn, nhiều quá. Wow, từ từ rồi Suka sẽ sưu tập hết. Đây là thùng gỗ để đựng trái cây. Wow, đẹp quá. Tiếp tục. Cái ghế dài. Wow, ghế bự quá. Rất là đẹp. Tiếp tục. Là cái ghế nhỏ để đựng đồ thức uống. Miếng đó là miếng gì đây ta? Cái menu mà chưa có dán. Bây giờ phải dán nó vào mới thành bản menu được. Đây, giờ lấy miếng dán ra nè. Lấy miếng dán ra, dán vào. Cẩn thận. Xong rồi. Menu. Có nước ép nè, trái cây nè. Wow. Tiếp tục. Mình dán tiếp cái gì đây? Dán cái bàn gỗ, thùng gỗ. Đúng rồi. Dán nhìn cho nó sạch sẽ vệ sinh nào. Từ từ, chậm chạp thôi. Wow, bây giờ đẹp đẽ rồi đó. Những món đồ chơi tí hơn. Bây giờ sẽ móc trái cây sắp xếp lại. Wow, khó móc quá, dán băng keo nhiều quá. Sắp xong rồi, sắp được rồi. Yeah. Wow, đủ màu sắc luôn. Sắp xếp lại nào. Wow. Cái khay đựng mất. Tiếp tục. Máy xay sinh tố. Hay, máy xay sinh tố. Thiếu cái nắp rồi. Đó. Xếp vào. Máy nước xay sinh tố, nước ép. Tiếp tục, được hai cái luôn. Wow.
với xây sinh tố, nước ép trái cây. Bây giờ thấy trái cây hả? Không, tới mức mức gì đây, nhiều mức quá, không biết mức gì luôn. Đợi chút, à có bản dán nè, là mình sẽ biết được mức gì. Đầu tiên là, à đương nhiên màu cam là phải mức cam rồi, đúng không các bạn? Mức cam dán vào. Wow. Ồ, xong rồi, một tủ mứt cam. Tới tiếp tục. Mứt gì đây? À, mứt dâu. Mứt dâu. Ồ, màu đỏ rất là đẹp. Tiếp tục. Mất gì đây các bạn? Đó các bạn mất gì? Đó là mất táo. Mất táo nha. Cuối cùng là mất ngơ. Đủ hủ là mất luôn. Đẹp quá đi, thích quá. Bây giờ tới trái cây. Trái này trái gì đây các bạn? Trái dưa lưới. Hai trái dưa lưới. Tiếp theo là trái táo. Apple. Tiếng Anh là apple. Bốn trái táo. Trái cam. Orange. Bốn trái luôn. Bốn trái cam. Cuối cùng là trái nha. Bốn trái luôn. Không phải trái, cô đường sai rồi, bốn chùm nha. Nguyên một chùm của người ta mà dám cô này dám kêu có một trái thôi. Bốn chùm nha. Sắp xếp mấy cái ly nào? Bốn cái ly. À, cái sinh tố quên rồi, thiếu rồi cái nắp sinh tố nữa, phải đặt nắp sinh tố lên. Nắp sinh tố mới được đó. Hai cái nắp sinh tố đẩy lên. Xong, hoàn thành. Yeah. Xong rồi các bạn ơi, cùng chiêm ngưỡng nào. Wow. Bạn thấy có đẹp không? Thôi bây giờ mời đám bạn Nobita qua dùng chứ. Cháy nước vô, nước ép vô cho các bạn dùng. Được 4 ly luôn, đủ 4 người. Quay hơ, xong rồi. Yeah. La la la. Và video đến đây đã kết thúc rồi. Các bạn nếu thấy hay hãy bấm like, share và đăng ký kênh của Cu Lì TV. Còn bây giờ chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại những video lần sau. Nhớ ủng hộ kênh của Cu Lì TV. Cha ơi mau ăn đi, mau ăn đi. Mồi ngon lắm nè, ăn mau lên.
Rồi câu tiếp thôi, cá nhiều quá hát câu lẹ đi. Là